Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Quỳnh Thúy Tinh Vlog của mình ha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái thời gian trồng bông vạn thọ, cũng như là mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề là chuẩn bị giá thể và chuẩn bị cái chậu để các bạn có thể là trồng hoa Tết ha. Tại vì có nhiều bạn hỏi mình là em trồng 3 cây mà em không biết chọn cái chậu xe máy cho nó phù hợp nữa. Thì trong video này thì mình sẽ tóm gọn khoảng đâu là 8-9 phút gì đó, mình sẽ chia sẻ cho bạn về cái vấn đề là giá thể ha, cũng như là thời gian trồng bông vạn thọ. Và cái vấn đề tiếp theo đó chính là cái vấn đề là chọn chậu. Trong video này thì mình sẽ nói ba cái phần đó thôi. Thì đầu tiên là cái vấn đề giá thể nè. Thì giá thể thì mỗi người là mỗi cách khác nhau nha các bạn ha. Có người trộn kiểu này, có người trộn kiểu kia, không ai giống ai hết. Nhưng mà chọn kiểu nào thì nó cũng ok nha mọi người ha. Nhưng theo cách của mình á, thì ở đây là mình sẽ chọn là cái cho đen, và hai nữa là mình sẽ chọn cái rơm mục, và ba nữa là mình sẽ chọn cái trấu sống nha các bạn ha. Thì các bạn có thể là thay thế cái rơm mục, nếu như là các bạn không có thì các bạn có thể chọn là cái phân chuồng quay mục của mình ủ với trico đạt ma. Thì đó là vậy nha các bạn ha. Nhưng mà đối với là 1000 chậu thì các bạn cần chuẩn bị cho mình là 100 bao 50kg nha các bạn, là đủ cho 1000 chậu. Còn 2000 chậu thì các bạn cứ nhân lên, ví dụ như là 200 bao. Nhưng mà ưu tiên các bạn thì cái tro đen nó khoảng đâu là 50 bao nha các bạn ha. Còn mỗi loại như là rơm mục với cái những cái loại khác, các bạn có thể thay thế như là trấu hoặc là cái sơ dừa này nọ đó, thì mỗi loại là 25 bao. Mỗi người là mỗi cách nha các bạn ha. Sau đó thì mọi người ủ với trico đạt ma, và các bạn có thể là chọn làm cái giá thể nha. Thì đó là cái cách của mình. Có nhiều anh chị thì người ta thích sử dụng cái rơm mục nó nhiều hơn là cái tro, và có nhiều người thì sử dụng cái phân bò nó nhiều hơn. Nói chung là mỗi người là mỗi cách. Nói chung là nói cái vấn đề giá thể này thì có nhiều anh chị là hay cãi vã lắm. Nhưng mà ở đây thì mỗi người là mỗi cách. Và mình ở đây là mình chia sẻ những cái gì mà mình đã làm rồi, mình chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể là tham khảo ha. Bây giờ mà các bạn mà nghe lời người này người kia mà các bạn trộn những cái giá thể mà nó mắc tiền á, rồi quy ra dụ như Tết cuối năm mà mình bán không được á, thì mình sẽ lỗ rất là nhiều. Do đó thì mình chỉ sử dụng những cái giá thể phù hợp thôi. Mình thấy có nhiều anh chị á, là chỉ sử dụng cái tro đen với cái phân chuồng thôi, hai cái đó trộn lại ủ với trico đạt ma vẫn đạt như thường nha các bạn ha. Tại vì nó còn ăn thua vậy cái cách mình tưới phân khi mà mình chăm sóc nữa. Rồi thì đó là cái vấn đề là về cái giá thể mình muốn chia sẻ cho mọi người. Các bạn xem nhiều kênh thì các bạn cũng có kinh nghiệm cho riêng mình ha. Rồi mình tự là mình trộn thôi, rất là dễ. Tiếp tục là cái vấn đề là thời gian. Thì thời gian ở đây á, thì nó chia ra làm 3 khung thời gian. Đối với những bạn đi một cơi thì thời gian thì nó sẽ đâu là 25 tháng 10 ha. Còn những bạn đi hai cơi á, thì nó sẽ sớm hơn một tuần, thì khoảng đâu là 19 tháng 10. Còn những bạn đi ba cơi thì sẽ là mùng 10 tháng 10. Nhưng mà lời khuyên á, thì các bạn là nên đi từ một cơi cho đến hai cơi thôi. Đi ba cơi nó rất là xấu và rất là cực, bông nó xấu quá à. Do dù cho dù mình có chọn cái giống đó là cái giống bông to chăng nữa, 14 cm, khi mà các bạn trồng ba cơi ra bông vẫn nhỏ. Cái lý do là mình bấm ngọt nó quá nhiều lần nó. Thì do đó thì các bạn nếu như là các bạn chọn bông to thì mình cũng đã đánh giá một số cái giống bông vạn thọ mà nó cái tỷ lệ bông của nó là từ 10 xăng cho đến là 14 xăng, thì các bạn có thể chọn những cái dòng hoa đó để các bạn trồng nếu như là các bạn thích chơi bông to. Và đặc biệt ở đây thì mọi người nên chọn những cái dòng hoa cổ lùng để các bạn trồng nếu như là các bạn chưa có kinh nghiệm nha. Nó thì đó là chia sẻ của riêng mình thôi. Các bạn dòm bông của mình cũng rất là to nha các bạn ha. Đây là hình ảnh những cái chậu bông hồi năm rồi của mình. Mình quay lại để mình lồng tiếng vô mình chia sẻ cho mọi người thôi. Chứ giờ thời điểm này thì cũng chưa có Tết đâu. Vì mình muốn chia sẻ cho những anh chị mà chuẩn bị trồng hoa Tết á, người ta có thêm một chút kinh nghiệm. Đó. Thì đối với mà những bạn mà đi hai cơi thì chúng ta sẽ giao vào cái bữa là 19 tháng 10 âm lịch nha các bạn ha. Và các bạn sẽ bấm ngọn đâu là khoảng đâu là lối từ 21 đến 22 tháng 11 âm lịch đó. Và cái lối cơi 2 của nó thì nó sẽ rơi vào mùng 2 tháng 12 âm lịch. Thì mình bấm vào cái khoảng thời gian đó làm đi đủ hai cơi, bông của mình á, tàn của nó rất là nhiều, bông của nó cũng tương đối nha các bạn ha. Nó khoảng đâu là 10 cm nha các bạn ha, cái đường kính bông á. Nó thì các bạn bấm vào cái thời gian đó thì nó sẽ nở hoa đúng Tết. Còn những bạn mà đi
một cơi thì chúng ta sẽ gieo bữa 25 tháng 10 hoặc là 28 tháng 10 âm lịch, hoặc là đầu tháng 11, trễ lắm thì đầu tháng 11 các bạn gieo cũng vẫn được nữa nha các bạn ha, ăn thua vào cách bấm ngọn của mình thôi. Thì nếu như là các bạn gieo trễ thì các bạn sẽ bấm vào đầu tháng 12 là cơi 1 nha. Còn nếu như là các bạn gieo theo cái tỷ lệ là 25 tháng 10 âm lịch thì các bạn gieo thì 1 tháng sau thì các bạn bấm ngọn, hoặc là 28 tháng 11 âm lịch thì các bạn bấm ngọn cho nó, các bạn để tự nhiên nó sẽ đúng Tết. Trong cái trường hợp mà nó nở hoa nở sớm thì mình sẽ làm video mình chia sẻ sau nha. Hồi năm rồi thì mình cũng đã chia sẻ rồi, nhưng mà vấn đề là YouTube nó không có đề xuất lên nữa. Các bạn phải tự tìm kiếm thì nó mới ra được những cái video đó. Nhưng mà trong cái thời gian mà các bạn trồng hoa Tết thì mình cũng sẽ ra những cái cách đó để chia sẻ cho mọi người. Ví dụ như là cái thời gian mà các bạn trồng, bây giờ mà giờ nó bảo bạn muốn bán sớm hơn thì sẽ có những cái cách nha mọi người ha. Rồi tiếp tục là mình sẽ đến cái phần thứ ba là chia sẻ về cái vấn đề về chậu nè. Thì đối với những bạn mà thích trồng 3 cây trở lên thì các bạn chọn cái chậu nào, thì ở đây thì mọi người có thể chọn từ C11 đến C12 nha các bạn ha, là bao rộng cho các bạn luôn. Thực chất là C10 là các bạn đã trồng được 3 cây rồi, C11 là các bạn trồng được 4 cây đó. Thì cái đó là cái vấn đề về chậu ha. Còn các bạn trồng một cây thì các bạn chọn C9 là được rồi nha mọi người ha. Nhưng mà lời khuyên thì các bạn nên trồng 3 cây để mình bán cho nó có giá nha mọi người. Đó, thì đó là một số kinh nghiệm của riêng mình đã chia sẻ cho các bạn trong cái video này. Mình nói về vấn đề là giá thể nè, rồi vấn đề về thời gian, và vấn đề thứ ba nữa đó là về chậu. Thì các bạn mà có câu hỏi nào nữa thì các bạn cứ bình luận bên dưới cái video của mình để các bạn hỏi nha. Thì mình sẽ tổng hợp lại và mình làm một cái video mình trả lời cho mọi người. Thì như mỗi năm thì mình cũng làm video mình tổng hợp lại mình chia sẻ cho mọi người. Nói chung là mình chia sẻ từng câu hỏi của khán giả luôn. Khán giả bình luận câu hỏi nào thì mình sẽ review lại, mình trả lời ha. Thì năm nay là cũng là vậy nha các bạn ha. Đó, mọi người xem cái bông của nó nè. Với lại mình đang tập trung mình ra những cái video ngắn mình trả lời cho các bạn. Ví dụ như là các bạn nên chọn những cái giống nào để các bạn trồng. Đó, ví dụ như ở đây mình nói là nên chọn những cái giống bông mà nó sáng, không cái xới của nó không có bị bung ra quá thì nó sẽ rất là đẹp nha các bạn ha. Chứ mà cái nhiều cái loại giống á, cái bông của nó cũng đẹp lắm, cái màu bông nó đẹp lắm, nhưng mà cái xới nó bung ra thì nó vẫn xấu nha các bạn ha. Khi mà trồng các bạn mà đụng mưa cái rồi xong luôn đó. Và những cái giống bông nào mà lâu tàn thì mình cũng đã nói trong cái phần video short ngắn của mình chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn nào muốn quan tâm á thì các bạn vào cái phần đó các bạn xem ha, cũng như là các bạn có thể là bấm đăng ký kênh để các bạn tìm hiểu nha. Những bạn mới thôi, còn những anh chị cũ thì các bạn đã xem kênh mình cũng rất là lâu rồi. Hiện tại kênh mình đã hơn 50.000 người theo dõi về cái chủ đề mà làm vườn này rồi nha các bạn ha. Đặc biệt thì mình chia sẻ về vấn đề về hoa thì nó sẽ rộng hơn đối với những cái mảng như là trồng bầu trồng bí đó. Qua Tết thì mình sẽ trồng bầu trồng bí mình chia sẻ cho mọi người, nhưng mà vô đặt Tết thì bắt đầu là mình sẽ vào vấn đề hoa Tết để mình nói nó nhiều hơn cho những anh chị nào mà cần làm vườn, đặc biệt là về hoa Tết nha mọi người ha. Có nhiều anh chị hỏi năm nay có nên trồng hoa Tết nhiều hay không, thì bây giờ thì mình cứ trồng trung trung thôi mọi người. Nói chung là ăn thì cũng ăn vừa vừa, mà thua chăng nữa thì mình cũng thua tương đối thôi. Nói chung là vậy. Nói chung là trồng hoa này là hên xui nha các bạn ha. 2024 thì cũng là một năm kinh tế nó cũng đang nó không có được tốt mấy nha các bạn đó, mình thấy nó vậy. Rồi thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Nhớ like và subscribe kênh nha các bạn nha.